Tất cả mọi người bây giờ là cái gì ta, cái này là gọi là sao ta, hiện trường của những đứa kêu là đi tập gym về nó nằm gò ro vậy đây. Những người đi tập gym siêng năng nhất quả đất và giờ nằm mặt đông như cục đất, và kế bên đây cũng chẳng khác gì. Ăn vậy khác gì là có gì Về chỉ có ngồi một cục nhắn tin với người yêu thôi chứ con không có làm được em trò chưa gì hề có người yêu nhá, hết. em không có người yêu. Và bạn ấy hôm qua là tối hôm qua rồi, quay rõ cái mặt luôn, mạnh miệng lắm luôn ấy, kêu nghe em đi, em dắt đi tập gym này, lấy lại vẻ đẹp đồ khi thế, bây giờ đẹp đây, đẹp đang tại chỗ đây đây. Hay Giờ à, em không nên tập nữa. mọi người có nghe thấy gì không, từ giờ chứ không đi tập nữa, cái đẹp của bạn ấy tới đây là kết thúc rồi, phim của đứa con tập à. Chẳng phải còn bạn này thì sao? Mọi người hãy vô đây mà xem. Mọi người ơi, mọi người ơi. Chết sợ. Nói lại coi. Sữa. Vâng, xin thưa các bác, bây giờ quất thêm ly trà sữa rồi đó, tập chưa được 1 tiếng quất thêm trà sữa. Vậy thôi, bye bye, giờ đi mua trà sữa nè. Hết nằm lê lết rồi ngồi bấm điện thoại ngon ơ. Giờ làm sao nè? Rồi trà sữa kia nhanh lên. Mẹ có tiền. Nó không có tiền giờ sao? Đó. Không có đi uống là em lại buồn ngủ nữa đâu. Chờ mấy ngày sắp đi em ngủ. Hai bạn ấy tập gym xong bây giờ lên đường trà sữa. Không có gì hạnh phúc hơn là tập xong 1 30 phút đi uống trà sữa. Phi ơi nhanh lên, sắp hết trà sữa rồi đó, lẹ lên đi em. Phi à, sinh nhật chị không cần bông, không cần hoa đâu Phi ơi. Cà phê, tao ghét nhất là XX á, đừng tặng XX nha. Rồi bạn ấy đã tới à, HK. Sắc mạo á. Tới HK rồi. Chị sẽ xem em uống cái gì sau khi em tập gym. À, sô cô la hả? Khách cream sô cô la này. Đây hả? Ừ. Chị uống thử đi. Sau khi tập gym của hai đứa đó. Đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phi ơi, nhịp giò mạnh vô, nhịp giò mạnh vô. Trông sướng có cười tét hết hàm răng nha. Đi lớp đi ba làm gì? Ba. Xong đi cho bạn, xong bạn. Hai con nấm luồn trên gió. Kệ chị, bắt đầu đâu. Trời ơi, trời. Mang đi ạ. Đi chung. Ủa chế, đi chung. Nhưng mà bỏ riêng anh. Chị nói em kêu cái này không chịu kêu, đổi không? Mấy câu mà lát nữa thử rồi không có đổi. Mơ à? Em thấy hôm qua bà ái gì đúng cái này nè. Ngon lắm, có người chảy nước miếng rồi. Em chùi mép. Trời ơi, từ từ. Mày nhịn nha. Ủa mày cũng kêu. Ủa sô cô la của ai vậy? Của ai? Của em đâu? Cái này là của em nè. Sô cô la là của em nè. Sô cô la khác nhau sao nhỏ? Là của em. Khỏi thiệt. Chắc trẻ, trẻ trò lắm á. Mơ à. Đi đây. Đó. Uống đi. Rồi cảm giác này, phát biểu cảm giác nha. Cái gì quá. Rồi chuẩn bị nè. Cái gì cực đã nhà trà sữa macchiato. Ngọt quá. Trà sữa hết cả. Sức ngọt vậy? Cho nó tan. Làm gì vậy? Quảng cáo mở. Trời ơi, nó ngon hơn bên con trà á.